với cái thắt Việt Nam 160 sau khi làm phun nồi mở tô hai lục gió khắc phục cái lỗi rung rần ra đầu hết luôn em. Đó, nồi mình thay cảnh bi bẻ độ mình dớt theo bài ha, để nó mở hết dây này luôn, còn riêng thì thưởng lên tới đây thôi. Hồi nãy lên đó 130 mấy rồi, rồi mình làm bố nè, là xo nè, chuông nè, bẻ độ hai mặt nhôm nha. Rồi hai gió đồ chơi rồi, cái lượng gió nó nhiều hơn nha. Gió zin này nó không có đụng gió, với lại đi thời gian đóng bụi là nó nghẹt đó, nó sẽ hao xăng hơn. Làm rồi chạy nó ít hao xăng hơn với hết cung đường ra đồng. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem ha. Anh viết đặc biệt 160 2024. Nó chạy ngàn mấy cây rồi nó bị sào sào cái nồi nó rung ra đầu quá nè. Nó chạy 1567 nè. Cung ra đầu nữa nè, nghe màn hình luôn. Bây giờ mình sẽ làm nồi lại hai lục gió canh chỉnh này nó ngon hơn. Mà viên nó lên tới đây đã đứng rồi, nó không có phát hết được bên này. Làm sao nó mở tua lên, chạy nó nhẹ bút hơn, nó cung gần ra đầu. Rồi sau khi mình lắp cái nồi vô xong rồi mình test cho anh em xem nha. Phun nồi mở tô hai lọc gió. Ồ, số đẹp quá nè, 1567 luôn rồi, mới chạy ngàn mấy cây. Test cho anh em xem nó khác biệt nha. Dặn là nó mở hết cái tua qua đây luôn nè ha. Còn zin thì lên tới đây thôi. Em test cái SH Việt 2024 160 sau khi làm phun nồi mở tua với hai lọc gió nha. Đung gần ra đầu nó dặn là mở hết tua luôn. Rồi, anh em yêu cầu điện thoại báo nha, 0909 77482. Mình làm là cái nồi mình bảo hành tới 1 năm luôn nha anh em, bao anh em chạy nhẹ bốc đi máy hết. Có cái hộp lục giác coi giùm anh đi vô. Đi đi cái kèm bấm nó. Rồi
chuẩn bị 300 làm nồi vô gió chạy với 350 nồi không xăng gió. À, cái này được này mất kia. Đó, chiếc có bồ, chiếc không có bồ. Chiếc có hồng xăng chứ không có hồng xăng. Chiếc không khói lớn, chiếc trong phần khói nhỏ hơn xíu. Ra đây, ra đây. Đấy đó. Đây là đại hội ở thấp. Từ 150, 160, 300, 350. Radio. Đầy đủ luôn. Có vi sinh đi lăn là hưởng huyết áp. Cặp đôi H300 làm nồi canh đồng tiền, làm lá thất thú. H350 radio. Làm đầy đủ hết nha. Đây, tiếp tục tăng ca đêm cho anh em khách. Ad Center 135, 150, Vision, Future, Vision, Radio, SH Việt, SH 350, UVS, Radio là đủ đời luôn. 300 mi, SH Việt mới nữa.